chở rau lên. Rồi xuống đi, xúc lật hai cầu, gầu ngang 1 mét đó, đo cái gầu là được rồi, cao lên tới mái nhà luôn, tầm khoảng 1,5 mét về 3,5 mét nha anh em. Cái mái nhà là 4 mét à, nhiêu gầu 1,5 mét nha anh em, gầu ngang 1,5 mét, cao tầm 3,5 mét tới 3,7 mét ha. Hai cầu chạy bơm hết nha anh em, chạy bơm 4 bánh. Bánh con này là bánh 10, bánh 10 x 16.5, bánh rất là bự ha. Bánh chiều cao nó thì khoảng tầm, đo cái chiều cao bánh chứ dưới đo bên này khoảng tầm cũng hơi cao á. Con này chạy 4 máy Suzu anh em, đang đem vô dọn dẹp rồi, có gì em sẽ quay sơ cho anh em xem. Này là bơm máy, chiều cao bánh 75 phân hả? Rồi chiều cao bánh 75 phân nha. Đó, máy hóc bánh nè, chiếc son nè. Đó, số sun, gầu ngang 1,5 mét nha anh em, cao 3,7 mét tới 3,5 mét á, cao quá em không đo được. Bánh là cao 75 phân. Đó, mới câu hai cái bình chạy vô nè anh em, con này chạy hai cái bình. Đấy, rồi xe mới rửa xong, em chờ quay sơ cho anh em thôi nha. Anh em nào thiện chí liên hệ cho em, giờ em đưa vô em sẽ kiểm tra lại một bước nữa, kiểm tra nhớt dầu này nọ, nói chung là ok ngon lành hết, là tới tay anh chị em xài thôi. Đó, giá chỉ có hơn 60 triệu thôi nha em, 4 máy dầu Isuzu, máy bao chất lượng không đổ hơi nha, rất là to, sát nặng 2,2 tấn, sát nặng 2,2 tấn nha anh em. Rồi chào anh em.